xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Family và channel của Ngọc nha. Và ngày hôm nay Ngọc rất là vui và mình sẽ quay trở lại với một cái câu chuyện cực vui luôn. Và cái câu chuyện này là một cái câu chuyện tiếu lâm và Ngọc nghĩ rằng rất là thú vị. Hy vọng rằng mọi người sẽ có những cái giây phút thư giãn khi mà xem cái câu chuyện này nha. Câu chuyện này có liên quan đến anh rể và em vợ, anh rể cà chớn và cô em vợ cực kỳ xinh đẹp luôn. Câu chuyện xảy ra vào một cái vùng quê nọ, hẻo lánh và xa xôi, thì có hai vợ chồng nọ. Người vợ thì rất là sợ chồng, người chồng thì gia trưởng lắm, người chồng thì nói sao là làm vậy liền à, nói là làm. Cái anh chồng này anh rất là cao to, rất là lực lưỡng, còn cô vợ thì rất là xinh đẹp ha. Thì một hôm nọ đó, là vào cái đêm hôm nọ, thì có một cái người gọi là cô Út đến nhà chơi. Cô Út nghĩa là em của anh, dì Út chứ, dì Út là em của vợ ảnh. Đó, bắt đầu mới đến nhà chơi thì dì Út này năm nay mới có 20 tuổi thôi, chưa có chồng, chưa có con gì hết trơn, trọi rất là xinh đẹp, đến nhà chị mình để chơi, để thăm anh chị của mình á. Thì khi mà cái người dì Út này đến chơi thì dì Út này rất là đẹp ha. Cho nên là cái người anh rể mới thấy, ồ sao lâu lâu cô dì Út này cô đến chơi mà nhà mình khách đến nhà thì không trà cũng phải bánh, cũng phải nước chứ. Nhưng mà trong nhà thì không có gì ăn hết, anh ta mới nói một cái câu ra lệnh. Em ơi, cái người vợ mới nói dạ. Anh ơi, có chuyện gì với anh? Em hãy ra ngoài sau bếp, em lấy con gà, ở trong chuồng gà có một con gà, em lấy ra đây, em mần thịt nấu cháo cho dì Út ăn đi em. Cái cô vợ mới nói, trời ơi anh ơi, nhà mình có một con gà, anh ơi nghĩ sao mà giờ nấu cháo ăn, rồi mới chiều em đâu có con gà nào đâu để em nuôi nó, rồi nó lớn lớn mình bán ra ngoài đường á, mình lấy thời tiền mua đồ ăn, mua gạo. Cái anh chồng nói không có được, tôi nói là phải làm. Anh nói là phải làm, anh nói là anh làm chứ không có bao giờ mà anh nói em không nghe lời anh là anh không có được đâu, nghe không? Đi nấu cháo đi, rồi chuyện mọi chuyện tính sau, để anh lo. Thế là cái cô Út của mấy cản nói, dì Út mấy cản nói, anh ơi, anh rể ơi, anh đừng có nấu cháo con gà, chi con gà nó còn nhỏ, để mai chiều nó lớn lớn mập mập, rồi sau đó mình nấu cháo sao? Cái cô vợ này cổ mới nói vậy, thì cái anh chồng này nó mới nói chứ không có được đâu em. Anh nói là anh làm chứ không có được mà nói mà không làm là anh nghĩ là không phải đánh tách của anh. Thế là sau đó đó cái cô vợ này nè, cổ làm theo lời chồng, bởi vì cổ nghĩ rằng chồng mình nói là giờ anh nói như đinh đóng cột vậy đó. Cho nên là cô vợ mới bấm bụng đi nấu cái nồi cháo gà lên. Sau khi ăn xong thì cái anh rể này nè, ảnh mới vui vẻ, và sau đó đó ảnh mới tiễn cái người dì Út về nhà. Rồi một hồi nữa thì tại mình đang nói chuyện mà mình nghe có bước chân đi lên, mình sợ mấy đứa nhỏ con mình nó lên rồi nó la tùm lum hết, mình làm video không được nha. Bây giờ mình tiếp tục mình kể câu chuyện này ha. Thì sau đó đó cái cô vợ này nè, cổ mới nói trời ơi anh dinh rể của mình, anh nói chồng của mình nói làm sao là mình phải nghe vậy à em ơi. Cho nên là khổ lắm, chị khổ lắm. Thế là mấy ngày sau, sau khi mà ăn cái con gà đó xong thì cái người dì Út lại đến vào một cái dịp lễ gì đó thì cô ta lại đến nhà chơi. Thế là cái người anh vợ mới nói, em ơi dì Út đến nhà mình chơi kìa em ơi, bây giờ nhà mình có gì ăn không em? Em ra đằng sau mần con heo lên, lại đãi cho cô Út ăn, làm con heo quay nướng cho cô Út ăn, dì Út ăn đi. Cái bắt đầu cái người vợ quýnh quán, người vợ nói trời anh ơi, con heo mình nó chưa có lớn nhiều, bây giờ mình nướng rồi mình lấy cái gì mình nuôi nó, mình bán để mình mua gạo mua đồ ăn nữa anh. Cái người chồng tỏ vẻ không hài lòng, anh ta nói là không có được, em có biết tánh anh không, tánh anh từ xưa đến giờ là nói là làm liền, không có bao giờ mà không làm là không có được với anh đâu. Thế là cô dì Út cô mới nói, anh ơi em đến nhà chơi mà lần nào anh cũng mần gà mần vịt, rồi bây giờ bữa nay mần con heo nữa, quá trời quá đất, em đâu có ăn đâu, em ăn cơm rồi, anh đừng làm nữa. Không, dì Út cứ để đi, để tôi nói vợ tôi làm cho dì Út ăn, tại tôi đã nói là làm, tánh tôi là nói là làm chứ không có được. Thế là cái cô vợ cổ đành lòng, cổ buồn, cổ phải xuống cổ làm con heo để cổ mời cái người em gái của mình ăn. Thì sau đó mấy ngày sau thì cô em vợ lại đến. Lúc bây giờ thì trong nhà không còn gì ăn hết á. Thì anh rể này mới nói, em ơi, em ở nhà đi, để anh chèo xuồng với lại chở cô Út ra ngoài, dì Út ra ngoài chợ đó để mua đồ về nấu đồ ăn, tại nhà mình hết đồ ăn rồi. Thì cái người vợ mới nói, anh ơi, anh là đàn ông mà sao anh đi với lại dì Út được, anh hay dì đâu có biết đi chợ đâu, thôi để em với dì Út hai chị em đi ngoài chợ nấu nướng dễ hơn, mua cái gì về nấu. Cái bắt đầu cái người anh rể mới nói, người chồng của cổ mới nói, không được,
Tôi đã nói là làm, anh nói là anh làm, em có cản anh được đâu. Em ở nhà đi, nói sao thì nghe vậy đi, đừng có cãi lời nghe không. Anh thương. Thế là cái người vợ sợ phật ý người chồng, chồng buồn, thế là người cô vợ lại im. Thế là anh rể này nè mới chở, mới chèo xuồng ra ngoài sông á, mé sông để mà đi ra ngoài chợ. Đang đi giữa chừng vậy nè, cái ta nói bữa đó chèo xuồng đêm khuya thanh vắng lắm, phải tại vì phải chèo xuồng sớm rồi ra ngoài chợ phiên sớm đang mua đồ ăn nó mới ngon. Thế là đang chèo vậy nè, cái anh rể anh mới nói một câu mà cái cô dì út này cũng nghe được, cô hết hồn. Mọi người biết anh nói câu gì không? À, tôi mà chèo ở tới ngoài chợ, chèo ra ngoài đi rồi tôi sẽ ấy em vợ một cái. Thì cái cô dì út này cổ hết hồn, cổ nghe cái câu nói là cổ mới nói trời ơi chết rồi, mình mới nghe anh rể anh nói là anh ấy một cái mà ổng biết là ổng sẽ làm gì nữa, cho nên là bây giờ cổ rất là hồi hộp, của giả bộ như cổ không có nghe gì, cổ không biết cái chuyện gì xảy ra hết. Rồi cổ im lặng, thì một hồi nữa chèo thêm 5-10 phút nữa thì ảnh lại nghe, chị cái cô dì út này cổ lại nghe cái anh chà rể này anh nói một câu nữa, tôi ra đánh chợ tôi sẽ ấy em vợ một cái. Thì cái cô dì út này cổ rung nữa, cổ nói chết rồi, cái tánh anh rể mình là mình biết, ảnh nói là anh làm, nói là anh làm, ảnh nói mà anh không làm là không bao giờ được đâu. Cho nên là cổ mới sợ quá, cổ mới nói chết rồi, bây giờ làm sao đây, thôi bây giờ mình cũng khai thiệt luôn. Anh ơi, cái cô này cũng mới nói anh ơi, thì cái anh rể này anh nghe anh mới nói chuyện gì. Thì cái cô vợ này cổ cổ em vợ cổ rung á, cổ mới nói anh ơi hồi nãy em nghe rõ ràng anh nói là anh ra ngoài chợ anh ấy em vợ một cái thì thôi bây giờ anh ấy đại trong cái góc này đi, chứ bây giờ mà chèo ra ngoài chợ anh ấy một cái tao nói cả chợ ai cũng thấy hết. Thì lúc đó em khổ lắm anh ơi, em nói thiệt với anh em khổ lắm. Thôi bây giờ anh kê canh cái mé nào đó, cái đầu cái anh rể anh nói được rồi tôi nói là tôi làm nó, bây giờ tôi vô cái móc cốc này được không, rồi bắt đầu anh ấy em vợ một cái. Sau đó ảnh đi về xong cô em vợ mới thấy ủa sao cái mặt em gái mình sụt buồn hiu à. Cái cô vợ cổ mới hỏi ủa có chuyện gì vậy, nãy đi chợ với anh rể vui không? Thì cái người em gái của cái cô này mới nói trời ơi anh chị ơi, chị có biết không, bữa nay anh rể anh kỳ lắm, ảnh nói là anh làm, nói là anh làm mà ảnh nói là anh không làm là không có được đâu. Cho nên em biết cái tánh của ảnh, em nghe ảnh nói là ra chợ ấy em vợ một cái thì em sợ quá, em mới nói thôi thì ấy đại trong khúc trong cái góc bên đây đi. Thế là em nói thiệt với anh với chị, em muốn đến nhà chị chơi ở đâu lần sau em không dám đến nữa đâu, tại vì anh rể kỳ lắm chị ơi, bữa nay tính tình ảnh bây giờ kỳ cục lắm. Cái đầu cái cô vợ mới nói trời ơi trời ơi, ông làm cái gì cái là cái gì mà cái tánh ông cứ nói là làm mà ai mà chịu nổi hả. Đó là cái câu chuyện vui, rất là vui và thú vị. Ngọc hy vọng rằng sẽ mang đến những cái tiếng cười thú vị cho tất cả mọi người ha. Và hy vọng rằng mọi người sẽ thích video này và like video và đăng ký kênh ủng hộ giùm cho Ngọc nha. Xin cảm ơn và chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.